Xin được kính chào tất cả các quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Nguyễn Ô Tô Hà Nội, địa chỉ 17 Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình. Nếu mọi người có thông tin mua bán có thể liên hệ với mình qua số hotline nhé. Và anh chị và các bạn là người xem video đầu tiên của mình thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, màu đỏ. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Và xin giới thiệu với anh chị và các bạn, hôm nay bên mình về một chiếc xe Elantra đời 2018 biển tỉnh, xe màu đen bản 2.0 nha mọi người. Xe rất là đẹp, còn rất là mới nhá. 4 lốp còn nguyên bản theo xe nhá mọi người. Mình sẽ review vòng quanh chiếc xe cho mọi người cùng xem nhá, và cùng đánh giá, cùng cảm nhận nhá. Đằng trước mình là một chiếc xe Elantra với mặt ca lăng tương đối là đẹp. Đèn chiếu xa protector, đèn sương mù này, cảm biến quanh xe nha mọi người. Chiếc xe một chủ từ đầu còn khá là mới nha mọi người. Và anh chị em mình cùng vào khoang lái để trải nghiệm xem chiếc trong nội thất của chiếc xe Elantra 2.0 này sẽ có cái gì nhé. Và dĩ nhiên rồi, cơ bản là keo chỉ tất còn zin nguyên bản nhé. Elantra thiết kế trẻ trung, xe đến từ Hàn Quốc, vô lăng 3 chấu này. Ghế múi nha mọi người, có những lỗ thông hơi để thoát hơi nha mọi người. Đấy. Táp lô táp ni còn khá là mới, phanh tay vẫn là phanh kéo tay nha mọi người. Ghế chỉnh điện 8 hướng nhé. Xe này của mình đã đi là hơn 4 vạn rồi nhé, vô lăng 3 chấu nhé, màn hình DVD này. Hỗ trợ đổ đèo này đấy. Automatic điều hòa hai vùng độc lập nha mọi người. Loa thì bên trái táp ni nha mọi người. Đấy. Một chiếc xe thể thao đấy. Xe còn khá là đẹp. Cần số thiết kế cũng khá là xinh xắn nha mọi người. Ổ USB này. Ổ 12V này. Có cả tàu hút thuốc nha mọi người. Mình sẽ để lỗ cho mọi người cùng xem nhé. Cửa sổ nhé. Những gia đình mà có trẻ con thì rất là thích những cái cửa sổ này. Kính gương chống chói này. Đấy. Camera nồi là mình có thể là thích hợp cho các bạn cùng xem. Đó, khá là nét nha mọi người. Tất cả còn zin nguyên bản. Mình sẽ ra cái khoang ghế đằng sau xem có rộng rãi không. Đấy. Điều hòa hai vùng độc lập này, chỉnh đằng sau này. Ghế múi rất là đẹp. Đấy. Đằng sau chiếc Elantra GLS này thì tương đối là thể thao nhé. Chiếc xe này thì mình mua ở tỉnh. Đấy. Cũng mới mua sáng nay thôi. Xe vừa về mới kịp dọn rửa nhé. Còn zin nguyên bản hết nha mọi người. Và xin được báo giá chiếc Elantra bản 2.0 đời 2018 GLS này 578 triệu nhé. Giá còn có thể thương lượng nhé. Giải led rất đẹp này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ. Nếu anh chị các bạn là người lần đầu tiên xem video của mình ấy, thì cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh chị em và các bạn rất là nhiều ạ.